Theo tờ Moskovsky Komsomolets của Nga, trong ngày 21 tháng 12, quân đội Nga tiếp tục tấn công nhằm vào Vodianoe Krasnogorovka và trung tâm công nghiệp ở phía nam Adivka, thành phố được xem như pháo đài của Ukraine ở miền đông. Trong hơn 2 tháng qua, lực lượng vũ trang Nga đã liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự ở hai bên sườn Adivka, thành công đáng kể được ghi nhận ở phía nam. Tờ Kiev Independent dẫn lời ông Oleksandr Stupul, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Tavia, Ukraine xác nhận quân đội Nga đã tiến được từ 1 đến 2 km tại một số khu vực thuộc thành phố Adivka. Nga bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công vào Adivka kể từ đầu tháng 10. Ông Stupul nói, nếu tính từ ngày 10 tháng 10, thời điểm lực lượng Nga hoạt động tích cực hơn, thì họ đã tiến được từ 1,5 đến 2 km tại một số khu vực ở Adivka. Tuy nhiên, đại diện quân đội Ukraine cho biết, để đạt được bước tiến này, Nga cũng phải trả cái giá rất đắt. Chỉ trong hơn 2 tháng, phía Nga đã thương vong gần 25.000 binh sĩ, thiệt hại khoảng 200 xe tăng và hơn 400 xe bọc thép trong khu vực phụ trách của lực lượng Tavia ở Donetsk, ông Stupul nói. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Adivka, Vitaly Barabas, trước đó cho biết, do thiệt hại nặng về phương tiện quân sự, Nga đã thay đổi chiến thuật tại Adivka. Họ tổ chức tấn công bằng bộ binh, những ngày gần đây tập trung đánh theo các hướng cụ thể thay vì trên toàn tuyến. Cùng trong ngày 21 tháng 12, đài truyền hình Internet Espresso TV Ukraine dẫn lời người đồng sáng lập nguồn tình báo mở Deep State Roman Pogorely cho biết Kiev về cơ bản đã mất khu công nghiệp ở Adivka, lực lượng Nga đã giành được chỗ đứng. Giao tranh đã vượt ra ngoài địa bàn khu công nghiệp, phía Nga đang cố gắng tiến xa hơn ở đó, ông Pogorely cho hay. Theo hãng thông tấn Union Ukraine, tình hình xung quanh Adivka nóng lên rất nhanh. Nga đang nhanh chóng tập kết lực lượng dự bị để tiến hành nỗ lực tiếp theo nhằm bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine tại đây, nâng tổng quân số dành cho mặt trận Adivka lên 60.000 binh sĩ. Chuyên gia quân sự Alexander Kovalenko của Ukraine cho biết, lữ đoàn súng trường cơ giới số 57 của Nga từ Bakhmut đang di chuyển tới Adivka. Trước đó, Nga đã huy động 40.000 quân cho chiến dịch tấn công Adivka, nhưng quân số này không đủ để giành quyền kiểm soát thành phố trước thời hạn do Điện Kremlin đặt ra. Phía Nga muốn tăng lên 60.000 quân, ông Kovalenko nói, ngay cả khi không hài lòng với tốc độ tiến quân trong khu vực, Bộ Chỉ huy Nga vẫn không vội huy động các nguồn lực tích lũy sau đợt tấn công thất bại. Điều này cho thấy họ đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt tấn công mới. Vị chuyên gia cảnh báo, Nga sẽ tiến hành đợt tấn công quy mô lớn vào Adivka trước khi bắt đầu năm mới. Trước đó, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Adivka Vitaly Barabas cho biết Nga đang đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát Adivka trước thềm năm mới ngày 1 tháng 1 năm 2024. Do vậy, đây khả năng cao sẽ là đợt tấn công mang tính quyết định của Moscow đối với mặt trận này. Tờ Euro-Asia Daily của Nga dẫn một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay Bộ Chỉ huy quân sự của Kiev đã bỏ lỡ cơ hội rút quân khỏi Adivka mà không bị tổn thất lớn. Cuộc tiến công đồng thời của Nga ở hai sườn phía Bắc và phía Nam vòng vây Adivka đã tạo ra một tình thế cực kỳ khó khăn. Giờ đây, bất cứ sự rút lui nào của Ukraine cũng sẽ biến nơi này thành một cỗ máy xay thịt với thương vong khổng lồ. Đà tiến công của Nga sẽ khiến hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt khắp trung tâm Adivka.